Pianoholic Production. Đêm nay có sao nhưng không chẳng chắc là một đêm dài. Dài như đang coi phim hài tao cười khi tao nhớ tới tụi mày. Ngày trôi qua ngày ta dần quen với cuộc sống này. Này, nó đơn giản mà nó cũng hay, cần đéo gì tao phải mang tới tụi bay. Bất cứ người nào đang nghe bài này mà không cần thiết là dở hay hay thì cũng như tao đang sống, bất cần là sống buổi sáng không màng tối nay. Bạn nào chưa được thì chơi chỉ mặt ông trời, tao thời chơi hết mình với mày. Thằng nào không được thì tao đã tẩy chay rồi, giờ quý trước mặt tao này tao cũng đéo thay. Đéo phải tao nói là tao còn cây, nhưng có thể nói thằng này nó đang dạy mày. Đừng hiểu lầm, không phải cha dạy con mà dạy cho cháu què nó có thể đứng dậy. Dạy cho cháu im để nó hết con số bậy, và dạy cho nó biết cho nó không biết bay. Để cho nó biết chỗ sạch không nên đi bậy, để cho nó biết cửa nào nó không nên cậy. Bệt ai nếu mà là quân tử, mắt mày sáng mày phải hiểu hết bài này. Mày có đồng ý nếu có LJ thì cái mặt mày có cái đéo gì hôm nay. Nói như vậy mày có nghĩ rằng thằng này nói quá không đây? Chứ nếu phải 3-4 năm trước, nếu có thằng Phước quân tử đã đi ăn mày. Còn thằng khi mày sống với tao lệ thuộc vào lúc mày buồn mày vui, mày hơn tao được cái tuổi chứ phẩm chất như cặc hơn tao cái đéo gì mày. Bạn bè cũng thân cũng mấy năm nay rồi đâu ít thích tao đây làm màu chi vậy. Những hành động mày làm gần đây nó khác với cái tâm ngày xưa tao thấy. Ngày về qua ngày tao dần quen với cuộc sống này. Này, nó đơn giản mà nó cũng hay, cần đéo gì tao phải mang tới tụi bay. Đêm nay có sao nhưng không chăng chắc là một đêm dài. Dài như đang coi phim hài, tao vẫn đang cười khi tao nhớ tới tụi mày. Yeah.